đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều rộng đại cao cả. Danh người muôn đời thật chi thánh, và danh người thật chi tôn. Từ đời nọ đến đời kia, Chúa hằng che chở, Chúa hằng thương xót cho những ai kinh sợ. Những tâm hồn trọn đời kinh sợ, danh người vững bền từ ban kia.
người phù trì ít lắm ấn lộc đầy dương. Chúa đã chung phước ấp la hàng quân bề, những tâm hồn trọn đời kính sợ Ngài.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban ân huệ vô song là gìn giữ Đức Maria khỏi vương mắc nguyên tội. Xin cùng cho thánh lễ chúng con cử hành chữa lành mọi thương tích nguyên tội còn để lại nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cảm ơn sứ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dành giây phút thinh lặng để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Phanxicô, hầu có đủ điều kiện và xứng đáng lãnh nhận phép lành về ơn toàn xá trong ngày đại lễ hôm nay. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loài. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bao trợ của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Nhờ người anh chị em đã đang lãnh nhận đấng ban sự sống đời đời. Amen. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an toàn. Giờ đây con trân trọng giới thiệu Cha Giuse Quản Hạt, Chánh Sứ Vương Cung Thánh Đường, trưởng ban tổ chức đại lễ hôm nay, có lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha Tôn Giám Mục Giáo Phận, thưa Cha Chính Giáo Phận Bùi Chu, Cha Chính Giáo Phận Hải Phòng, Quý Cha Cố, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha trong và ngoài giáo phận cùng quý phó tế, thưa quý tu sĩ, quý chúng sinh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trước khi kết thúc đại lễ mừng kính Đức Maria vô nhiễm hôm nay, con xin được đại diện cho ban tổ chức bày tỏ đôi lời tâm tình tri ân Đức Cha, Quý Cha cùng cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, niềm vui nối tiếp niềm vui. Vâng, âm vang của niềm vui đại hội giới trẻ 17 vẫn còn đậm nét nơi hơn 20.000 bạn trẻ ở khắp nơi về đây, như là về nhà của mình, nhà của những kẻ tin. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói vậy trong sứ điệp cũng gửi cho đại hội. Nó đã xua tan bao nỗi lo lắng về những gì có thể xảy ra, làm cho nhai nhóc khi về với Phú Nhai này. Và hôm nay, con dân Bùi Chu từ khắp nơi tấp nập về đây mừng đại lễ mẹ vô nhiễm quan thầy giáo phận, mang trong mình tâm tình mừng vui với một chút tự tin để nói lên rằng thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành. Thánh Vinh 85 câu 3. Có được thành quả đó, trước hết chúng con xin được mượn tâm tình tạ ơn của Đức Maria, linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, để bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng toàn năng
đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Tiếp đó chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, quý Cha đã lao tâm khổ tứ lo toan cho công việc đại hội cũng như cho ngày mừng lễ quan thầy hôm nay. Điều ấy đã tô thêm vẻ đẹp cho quê hương Phú Nhai thân yêu đây, xứng là địa linh nhân kiệt. Tuy nhiên, sau những chuỗi ngày sự kiện này, mọi sự sẽ khép lại. Những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài của đèn hoa sẽ chẳng còn. Mọi sự trở lại nguyên bản của chính nó. Quảng trường mênh mông có thể chỉ là bãi cỏ hoang. Vì vậy, chúng con tha thiết xin kính Đức Cha, quý Cha, quý cộng đoàn dân Chúa tiếp tục thương nâng đỡ, tạo mọi điều kiện để giúp giáo xứ Phú Nhai chúng con hoàn tất tốt đẹp những gì còn lại, để ở nơi đây sẽ luôn là nơi đón tiếp mọi tâm hồn khao khát tìm về nương náu dưới tà áo diệu hiền của mẹ Maria vô nhiễm, và cũng là những gì để chuẩn bị trước hướng về những sự kiện có tầm mức lớn hơn, đó là